xin chào mọi người. Hôm nay mình quay cái cây mãng cầu này cho mọi người xem. Là cái cây này á, là người ta bên đây kêu cái trái của nó là thiển cò sư cha. Nó là tôi hỏi, ủa tại sao kêu nó giống thiển cò sư cha? Nó là cái trái của nó ăn vô thơm thơm giống như cái mùi trái tơ, trái táo, trái bơm á. Ở miền Tây kêu trái bơm á. Nó rồi nó tròn tròn, tròn lụi, không có gai. Nó không có gai, có gốc gì trơn, nó tròn lụi, kêu là thiển cò sư cha nha. Còn đây một trái nữa nè, đây một trái thiển cò sư cha. Còn bên đây cũng có nữa nha. Đó, đi tôi coi coi có trái nào bự bự không nha. Nó bây giờ thì nó chưa có bự lắm, nó chưa có bự lắm. Nhưng mà cái lộ này nó bự là nó bự chà bá luôn á. Tại vì cái cuốn của nó nè, cái cuốn của nó thiếu điện bằng ngón tay luôn, ngón tay út của tôi luôn á. Cái cuốn của nó nè, thấy không? Nó ở bên đây người ta kêu nó là thiển cò sư cha. À, nói ăn cái mùi nó giống cái thiển cò, trái táo, trái bơm á. Rồi thêm á là nó cái thân hình của nó tròn lụi vậy nè. Nó không có mắt nha mọi người. Nó không có mắt, có gai gì trơn, nó tròn lụi à. Nó không có miếng mắt, miếng gai gì trơn, tròn lụi à. Nhìn nó tròn trời ơi trời. Nó rồi cái lá của nó nè. Cái lá mãng cầu của nó nhìn nó giống như cái lá mãng cầu mà mãng cầu na bở á. Cái lá của nó bự ha. Mà nó không có giống cái lá mãng cầu na kim cương, rồi nó cũng không giống lá mãng cầu na dứa luôn. Nó cái lá của nó tròn tròn mập mập. Nó là thuộc dạng tròn tròn mập mập ha. Nhìn nó giống như gan cái lá mãng cầu sim bên Việt Nam mình, nhưng mà lá mãng cầu sim thì nó bự hơn, nó bóng hơn. Còn cái này nó tròn tròn mập mập, nó không bóng nha. Đó, đây, thiển cò sư cha. Để vài bữa tôi để cho nó bự thiệt là bự. Rồi tôi ăn thử coi nó giống cái mùi thiển cò không. Còn không là mấy ông cấu nội này nó dốc tôi nữa rồi nha. Để vài bữa tôi ăn thử cho biết nha. Rồi nha, thiển cò sư cha, mãng cầu bơm, thiển cò sư cha.